Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Ukraine nhận sứ giả thần chết Stinger, hàng rào lửa được dựng lên trước trực thăng đối phương. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, nước này ngày 13 tháng 2 đã nhận các hệ thống tên lửa phòng không Stinger cùng các đạn dược khác từ Litva. Cùng ngày, hai máy bay chở 180 tấn đạn dược từ Mỹ đã tới Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Renikov cho biết, Ukraine tới nay đã nhận gần 1.500 tấn đạn dược được chuyển tới nước này trên 17 chuyến bay. Giới chức quân sự cho biết Ukraine đã đẩy mạnh đáng kể các lực lượng vũ trang với sự trợ giúp từ các đồng minh, đặc biệt là các hệ thống chống tăng của Mỹ và Anh cũng như máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ. Đặc phái viên Ukraine tại Anh ngày 8 tháng 2 cho biết Anh sẽ cung cấp tên lửa chống hạm cho Ukraine để đối phó với hải quân Nga ở Biển Đen việc Ukraine có tên lửa phòng không Valkyrie Stinger sẽ giúp nước này nâng cao đáng kể năng lực phòng thủ trước đối thủ tiềm tàng. Với hiệu suất 75% khi khai hỏa, tên lửa phòng không Valkyrie Stinger của Mỹ được phiến quân Mujahideen sử dụng đã bắn hạ hàng trăm máy bay, gây nên nỗi ác mộng kinh hoàng cho không quân Liên Xô. Trong chiến tranh Afghanistan, CIA của Mỹ đã ngấm ngầm tuồn cho lực lượng Hồi giáo Mujahideen hàng ngàn tên lửa Valkyrie Stinger khiến cơn ác mộng thực sự chờ đón với không quân Liên Xô. Chỉ trong 10 tháng đầu, khi được Mỹ hỗ trợ tên lửa, lực lượng Hồi giáo Mujahideen đã phóng 187 tên lửa Stinger, bắn rơi 140 máy bay. Với hiệu suất cực cao, loại tên lửa này trở thành nội ám ảnh đối với trực thăng MI-8 trên 24 và cả máy bay chiến đấu Su và MiG. Hình ảnh xác máy bay trực thăng Liên Xô đã bị bán hạng các tay súng hồi giáo cực đoan thường di chuyển trên các xe bán tải và bất ngờ khai hỏa vào các máy bay của Liên Xô. Theo ước tính, cục tình báo trung ương Mỹ cung cấp cho lực lượng phiến quân Mujahideen khoảng 2.000 quả tên lửa phòng không bác vai Stinger. Nếu như trước năm 1983 Liên Xô chỉ phải chịu tổn thất từ 70 đến 100 máy bay, thì đến năm 1986 khi Stinger xuất hiện, con số này tăng lên 150 đến 200 máy bay hiệu suất tiêu diệt mục tiêu của Stinger đã mang đến những thay đổi đáng kể trên chiến trường, góp phần dẫn đến quyết định rút quân của Liên Xô vào cuối thập kỷ. Phim 92 Stinger là hệ thống tên lửa vác vai đất đối không do General Dynamics thiết kế và được Raytheon System sản xuất từ cuối những năm 1970 tới nay. Với đơn giá tương đối rẻ 38.000 USD trên quả, Stinger đã được Mỹ xuất khẩu tới 18 quốc gia trên thế giới và thậm chí là cả một vài tổ chức khủng bố toàn cầu như mạng lưới Al-Qaeda. Số tên lửa từ các tổ chức khủng bố chính là số Stinger còn sót lại mà Mỹ đã chuyển đến Afghanistan trước đây. Tên lửa Mỹ Stinger được tích hợp khả năng nhận diện bạn thù. Nó sẽ không chịu khai hỏa nếu nhắm vào máy bay của Mỹ. Taliban từng dùng chính loại tên lửa này để đánh vào không quân Mỹ khi nước này tiến hành cuộc chiến tại Afghanistan Tuy nhiên họ đã trào thua vì không thể bẻ khóa được loại tên lửa này. Phim 92 Stinger được thiết kế với chiều dài 1,52m, đường kính trong 70mm, trọng lượng phóng 15,2kg. Stinger có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 4,8kg và độ cao từ 180 đến 3.800m. Đầu nổ nặng 3kg, hoạt động theo nguyên lý chạm nổ, được gắn kíp nổ và đồng hồ hẹn giờ tự hủy. Đạn tên lửa phim 92 Stinger được đẩy khỏi ống phóng bằng liều phóng nhỏ để tạo ra khoảng cách an toàn với xạ thủ trước khi hệ thống động cơ đẩy hai tầng nhiên liệu rắn, được kích hoạt đưa tên lửa nhanh chóng đạt tốc độ Mach 2,2. Chưa dừng lại ở mức độ hiệu suất thành công trong quá khứ, Mỹ tiếp tục nâng cấp loại tên lửa phòng không vác vai này. Theo nguồn tin, quân đội Mỹ quyết định nâng cấp tên lửa phim 92 Stinger với ngòi nổ mới có thể tiêu diệt mà không cần tiếp xúc để Stinger có thể tiêu diệt mà không cần tiếp xúc là dựa vào ngòi nổ cận đích mới Mỹ tuyên bố phát triển và thử nghiệm thành công. Ngòi nổ cận đích mới do Raytheon chế tạo sẽ giúp tên lửa kích nổ ngay cả khi không chạm được vào mục tiêu và có thể khiến máy bay bị hư hỏng nặng, thậm chí là bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngòi nổ cận đích giúp Stinger cải thiện khả năng đối phó với các máy bay không người lái cỡ nhỏ, vốn rất dễ bị bắn hạ chỉ bằng một lực công phá nhỏ từ mảnh văng của đầu đạn. Các cuộc thử nghiệm tại căn cứ Allen ở Florida cho thấy tên lửa Stinger trang bị ngòi nổ cận đích này đạt hiệu suất, tiêu diệt mục tiêu 100%. Các kỹ sư Mỹ cũng đang nghiên cứu chế tạo biến thể trực thăng tấn công Apache có khả năng mang theo Stinger với đầu đạn mới. Ngoài việc được trang bị ngòi nổ cận đích, chương trình nâng cấp còn giúp các tên lửa Stinger kéo dài tuổi thọ hoạt động của mình và cuối cùng như thường lệ nếu quý vị và các bạn thấy hay hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.